Baby là quân của Tom. Baby Sen. Đây rồi, Gunny được cầm Sen rồi. Carafo là quân của Liên Quân. Một Katha và một Pho. Nè, Sen Baby. Gunny được cầm Sen rồi. Bái quả thì trên đồi. Bái quả rất xa. Đã thấy một voi rồi. Chỉ cần cho Gunny một bài đủ thôi. Nhiều đầu thì vẫn chưa nhìn thấy. Bên kia chỉ là một Katha, một Pho thôi. Con dân rất ít máu nhưng Gunny đang rất liều, đang đi cho nó đi dò cái bãi hiêu đầu nhà mình. Đây đã thấy rừng rồi. Rừng thông. Không biết chỗ đặt S không. Đã có chỗ đặt S cho Gunny rất đẹp rồi. Một bãi hiêu ở đây sẽ rất nhiều đây. Với 11, 12 con. Thế bài của Gunny đã ổn rồi. Bài sẽ ép vừa vừa dân của Gunny thôi. Với bài 24, 25 dân gì. Tôm cũng đã phát hiện ra bãi quả phụ rồi. Bài của Tôm cũng đã đủ đồ. Tôm muốn thiết kế chiếc BS vào rừng không? Là chỉ ăn heo thôi. Cái bài của Tôm có một cái hốc ở trong góc 3 giờ rồi. Nhưng chắc Tôm sẽ đánh thẳng ở nhà chính thôi. Có rất nhiều quả. Thấy hai bãi quả, mỗi bãi quả một bãi quả 5. Hai bãi đều 5 quả. Mặt trước của nhà Tôm cũng rất nhiều rừng. Nhà Tôm là nhà thế nhà siêu kín. Chỉ cần một cái BB hay cái gì đó, mấy cái E kín mặt trước rồi. Chiếc S thứ hai đã được Tôm thiết kế để ăn gỗ. Bài chỉ là 2 năm dân thôi. Tôm như quyết định đi ăn thêm một bãi quả. Một bài kích 9 của Gunny thôi. Cái bài 24 dân. Bài 93X của Gunny. Bên kia chắc chưa ai có thể lên đời đâu. 940 dành cho Gunny. Cái bài 24 dân xem. Thủ đang lên rồi, bây giờ đến công. Gunny chưa xin dò mà nâng công thủ rồi. Alamaz, Isaac, Alamaz, Thomas.
Đã nâng được nốt gạch công. Con này quyết định trận này đánh kiểu ăn hoang trước rồi mình ra ruộng. 4-5 con dân là Gunny cắt đi để tìm thêm một bãi ăn hoang khác để khai thác. Đã gặp nhà lo 1 rồi. Bãi vàng rất kín. Lo 1 là cầm Folesian. Một chắc sẽ không khỏe khi gặp Gunny đâu. Khi Gunny đã được cầm xe và con giò đã là không công thủ đầy đủ. Còn một chơi đến 3 dân rồi. Dân thì bây giờ sẽ không làm được gì đâu, chỉ đuổi theo con giò thôi. Ôi, cẩn thận chết giò. Xin đặt đá đi. Gunny đang đánh một bài 1L 1A 1L 1B. Con giò của Gunny đã được chết rồi. Gunny chỉ cần làm yếu nhà lo 1 thôi. Còn đồ bài của Tôm chắc đã kín rồi. Lo 1 là một người đánh cung và Meo Meo là một người đánh chém. Lúc đầu Gunny chỉ cần đi được vào nhà cung đấu là có vẻ tươi. Nhưng Folesian lo 1 đang tận dụng rất tốt bài Folesian nằm ngũ của mình. Đã răng hết sạch nhà rồi. Đây rồi. Đó. Không lổ. Chưa làm gì được nhà của lo 1 lắm. Chỉ là 3 dân lúc đầu thôi. Nhưng Folesian 3 dân thì sẽ vẫn rất khỏe. Số lượng ruộng của lo 1 cũng ra rất nhiều rồi. Đang có một tơn chéo cánh dành cho Meo Meo. Meo Meo đang chạy con lạc đà rất ảo. Đây rồi, hóa ra đằng sau là một con ngựa giò. Tưởng Meo Meo chỉ đi con lạc đà không mà có thể nhìn thấy dân. Bài của Tôm là một bài khá kín nên Meo Meo cũng quyết định chéo cánh. Bài lo 1 thì Forex khá là lắm gỗ nên đã không được hết nhà. Bãi gỗ thì có một bãi gỗ vẫn ở ngoài dành cho lo 1. Lo 1 đã bò nhỏ những cơ sở làm ăn của mình rồi. Con mèo đang có hai lạc đà nhưng mà đang làm mất tay của Gunny. Tơn giờ đầu sẽ được đẩy sang đây thôi. Đang rất nhiều lạc đà của Meo Meo trèo cánh sang nhà Gunny. Không biết Tôm tầm này đang làm gì rồi. Đây rồi, tơn giờ đầu của lo 1 cũng đã được đẩy luôn rồi. Tôm phải đẩy nhà của Meo Meo đi. Không Meo Meo sẽ trèo cánh làm chết Gunny. Tham của Tôm đang lở rất nhanh rồi. 41 rồi. Một bài rất kín của Tôm. Đi quân phải cẩn thận vào. Lo 1 cũng đã ra được khá khá khung rồi. Bài cá tha của Mèo cũng sẽ rất khỏe đây khi Tôm chưa nhìn thấy nhà Meo Meo đâu. Meo Meo thì đang làm được những gì mà mình đang quấy nhà Gunny rồi. Đây, số lượng lạc đà đây. Meo Meo đây rất đông. Tôm phải cẩn thận tơn này, và tơn này Tôm chưa có giáp đâu. Nếu mà bị vẩy e lạc đà chém mấy cái chết hết sạch luôn. Mèo cầm ca tha mà lắm lạc đà thế là rồi. Chặt có hai mới giáp được lên rồi. Tơn này sẽ là một tơn ốp nhà của Mèo chăng? À, nhà của Tôm. Tôm phải cẩn thận tơn này. Mèo đang đuổi cung giờ của Tôm. Rất rát. Tơn này chắc lo 1 sẽ đẩy vào nhà của Gunny thôi. Không biết Gunny tầm này có đỡ được không. Số lượng lạc đà Mèo nhìn rất đông. Đang được bổ sung thêm lạc đà. Gunny sao? Gunny chỉ là còn tham 21 thôi. Vừa lủng được tơn nhà của lo 1 một tơn. Sau tơn này thì Gunny chắc cũng mất hết cả lạc đà rồi. Thì số lượng cung của lo 1 đang kéo về rất đông.
Nhà của lo một cũng đã lủng hết cả ruộng rồi. Dân vừa chạy một vòng xung quanh nhà chính rồi. Mèo tầm này chắc vẫn chưa có thể ai nhìn thấy nhà mèo ở đâu. Bơm vàng. Bơm vàng cho nên giáp 4. Số lượng đặc đà. Oh.